Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh nha. Mình like về vấn đề bất động sản ở bên Mỹ này để cho các bạn thấy cái vấn đề bất động sản bên Mỹ. Anh chị, các bạn biết đây là cách mà Mỹ nó xây nhà. Đấy, đây là nhà nó xây lên, nó bán khoảng 300 ngàn căn. Các bạn thấy nó xây, nó đóng dáng, nó đóng ván xong rồi đóng mốt xong rồi đóng giấy dầu bên trong trước, rồi tới mốt, rồi tới chicken wire, cái dây kẽm để đặng mà nó nện xi măng lên đó. Nó nện xi măng lên đó. Nó làm đơn giản lắm. Mà các bạn biết mỗi một căn nhà mà lên như vậy đó thì các bạn hàng chính phủ nó sẽ đóng thuế, nó lấy thuế. Các bạn nó mấy thằng mà thầu khoán đó nó đi vô lớp cái vùng đất này lên là hàng chính phủ nó mừng lắm. Các bạn biết nó bỏ ra tiền tỷ đô mà. Đấy, là nó nâng cấp hạ tầng cơ sở lên, nó đưa lên để bắt đầu nó bán mấy cái khu này gọi là cho những người dân mà gọi là trung lưu đó anh chị các bạn. Đấy, nó làm, các bạn thấy không, cái cấu trúc nhà của nó đi điện, đi ống, đấy, nhìn đơn giản lắm. Nó làm Mỹ này nó không có xây xi măng giống Việt Nam, nhà gạch hiếm lắm, tại vì quá mắc đi. Cái vật liệu đó, tiền công và tiền xây nó quá mắc. Các bạn thấy nó âm điện và đi đường hệ thống ống, máy lạnh, máy điều hòa nhà. Bán về 300 ngàn cái. Mà các bạn biết mỗi một cái nhà như vậy được xây lên nó qua rất nhiều quá trình. Từ cái nền, từ cái móng, mỗi một bước đi như vậy là nó phải có một cái người của quận hạt xuống, nó gọi inspector, nó xuống nó kiểm cái thằng này nó đóng cái dây điện này có đúng không, hay nó đưa cái đường dây điện này có đúng không, đúng cái code đó, là cái quy định của quận hạt nó đưa ra đó. Cái foundation, những cái mà từ chi tiết lắm, chứ không phải Việt Nam xây nhà cái chất gạch rồi cái bắt đầu xin phép rồi xây đâu. Các bạn biết từ cái móng đó, khi xong là nó đánh dấu, nó có cái permit xin phép, các bạn thấy không đấy. Nó đánh dấu cái chỗ nào là được thì mới tiếp tục xây tiếp. Còn nếu mà không làm không đúng theo cái code đó, cái luật của nó đó, là nó không cho xây tiếp, là phải sửa lại. Đấy. Từ ổ điện, dây điện và ván đóng, đinh nữa, những cái loại đinh đóng nữa. Đó. Các bạn thấy ngay cả cái stem board là cái foundation này nè, cái dàn đà là phải qua một cái quá trình. Ở dưới đó nó đòi hỏi cái những cái kỹ thuật của những cái người, mỗi mỗi một bước làm như vậy đó, là nó có một cái những cái người contractor riêng, là một cái người có giấy phép thành nghề riêng biệt ra để đặng mà làm. Chứ không phải ở Việt Nam một ông thầu, ông làm thợ hồ, ông làm từ ở dưới đít, ông làm lên tới nóc nhà đâu. Không có. Cái thằng plumb bên này nó, các bạn biết, nó làm bên plumbing là bên đường ống nước, là nó phải có giấy phép license, là nó phải thi, nó phải học, nó phải test, nó phải đậu cái bằng đó, cái giấy phép đó, rồi nó phải xin phép đóng thuế hàng năm cho chính phủ, nó có cái giấy phép nó mới được làm. Chứ không phải tự nhiên người ra kia thấy anh thợ hồ ảnh làm được cái đó là mình thuê lại làm bên Mỹ này, không có anh chị các bạn. Từ hàng dây điện bên nó, mỗi một cái mà phần đó, là nó đòi hỏi mỗi một người, cái đội ngũ đó, cái người lãnh thầu đó, là phải có giấy phép thành nghề, có kinh nghiệm, phải học qua trường lớp bài bản, được cấp phép, được đóng thuế, môn bài. Như tôi nói, electrical là điện, thì nó đòi hỏi cái người đó phải có giấy phép về bên điện, mà được bên cái bộ của chính phủ nó đưa ra đó, anh mới làm được. Còn anh không có, anh đừng có hòng. Mà anh không có license, giấy phép thành nghề anh làm á, anh không có vô được mấy chỗ này nổi. Anh đi làm dạo mà lỡ người nào mà họ thưa đó thì nó bắt, nó phạt. Bên mechanical là bên đường ống hơi,
như là đường máy điều hòa, anh chị các bạn thấy plumbing giờ bên ống nước, fan là cái bên structure, structure là cái những người họ đóng những cái dàn nhà như vậy nè. Đó. Còn các bạn biết cái truss là cái truss là cái mà để người ta lợp nhà lên đó, cái nóc đây là một cái đó là đòi hỏi một cái kỹ sư nó bản vẽ rồi nó lên một cái nhà máy, nó có cái nhà máy đóng bằng máy không à, nó lên đó nó ép lại rồi xe cẩu xe nó đem xuống nó giao rồi cái người mà làm bên bên phe phe cái người mà bên đóng dàn cây nè, nhiệm vụ của họ là phải đóng lên mà phải đóng đóng làm sao cho đúng nha, đóng làm sao phải đúng nha, những cái ngàm đồ vô ngàm rồi vô làm sao mà nó dính vô và nó kích thước phải đúng mới được á, chứ không phải là muốn cho nó xê nhích một phân một ly cũng không được nữa. Như các bạn biết những cái dàn cây này cũng vậy nè, nó cách nhau là 18 inch, bên này nó xài inch, nó đo nó cái đo lường của nó là nó đo lường theo bảng Anh inch với lại foot, hay là nó dùng inch với lại feet foot, các bạn thấy không? Còn bên mái nhà nha, cái thằng lợp mái nhà lại là khác nữa nha. À các bạn, thằng mái nhà nó gọi là roofing. Roofing. Đó. Mỗi thằng nó đều có một cái trách nhiệm riêng hết, mà mấy thằng đó nó phải có license. Các bạn biết những cái chỗ xây như vậy đó, ngày xưa nó không có đặt máy quay phim mà kia đâu, bây giờ nó đặt máy quay phim hết, tại vì tụi nó ăn cắp gì quá. Không có đặt máy quay phim vậy là vô, các bạn mới biết mấy cái đồ này nè, nhất là đồ điện, đồ dây điện, đồ ống đồng nè, nó cưa. Tại bây giờ xã hội nó, cái cuộc sống nó loạn, cái sự nghèo khó của con người ta đó, các bạn biết nó xảy ra. Cho nên bây giờ những cái chỗ mà công trình mà xây dựng đó, nó đặt máy quay phim, nó đặt ở ngoài kia là như tôi đây tôi quay là nó thấy hết, nó biết thằng này đang làm gì. À, chứ không thôi nó vô nó ăn trộm dây điện ống đồng đồ nó cưa, tại vì các bạn biết đồ đồng bây giờ mắc lắm, nhất là dây điện hồi xưa nó rẻ rẻ, nói chung không phải nó rẻ, hồi xưa giá cả nó cái tụi mà mua da chai á nó mua tại mắc quá đi nó mua, cho nên mấy thằng ăn trộm nó đi cắt. Hồi xưa người ta xài ống đồng nhiều, bây giờ nó bắt đầu nó chuyển qua ống nhựa rồi, ống đồng mắc quá các bạn thấy không, nó đi dàn hệ thống ống nước lạnh nước nóng bằng loại ống nhựa, tại vì mắc quá. Đi ống đồng thì nó bền bỉ nó chắc đấy, các bạn thấy ngay cả trong nhà đó phần mechanical là dàn mới dàn lạnh nè, cái này là dàn điều hòa, trong nhà điều hòa đó nó có hệ thống ống thông hơi, và cái người làm này cũng phải có giấy phép thành nghề nha các bạn, phải biết tính bao nhiêu cubic feet, bao nhiêu cfm để cái lượng hơi lượng điều hòa nó chia đều ra như thế nào, chứ không phải muốn làm máy lạnh là cái ở Việt Nam, tại cái dàn máy lạnh Việt Nam nó khác, cái phòng đó một ngựa hai ngựa hay gì đút vô mà không có, bên này nó gọi là central air, cho nên nó gắn ở trên nhà, có người thì gắn ở dưới tùy theo cái, tại vì nó gắn ở trên trần nhà như vậy các bạn biết á, cái thằng builder đó, cái thằng thầu khoán á, nó tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà khi mà nó có chuyện gì mà để sửa chữa thì rất là vất vả. Cái người mà ở đó sau này đó họ phải tốn tiền để bảo trì sửa chữa, tại họ phải leo vô trong trần nhà. Các bạn biết trời nóng này mà leo vô là rất là vất vả. Đấy. Nó đều có mỗi một phần hết. Các bạn từ cái kích thước ngay cả cái ổ điện nè, các bạn thấy cái ổ điện nè. Không phải anh ở bên này anh muốn đóng đâu, anh đóng với Việt Nam đâu. Anh đóng á, là nó phải có cái sự kích thước từ ở dưới đất đi lên bao nhiêu. Đấy. Nhà bếp, đường điện cũng vậy. Anh đi là phải đi trong chỗ nào mà như là nhà bếp, nhà tắm là nó phải sử dụng GFI. Cái loại GFI là gì? Cái loại đó nó chống giật. Nếu mà nó đụng nước á, thì cái ổ đó nó tự động tắt, nó giật ra. Nó chống giật. Đấy. Các bạn thấy trần nhà đồ, dây điện đồ, tất cả mọi thứ điện nó khó lắm, các bạn biết đi là phải đi nó phải mình những người mà đi điện họ phải biết home run đi từ ổ chính nó chia ra như thế nào, còn nhà bếp nhà tắm phải có
cái hệ thống thoát hơi, thông hơi, đưa hơi độc ra ngoài. Chứ không phải giống Việt Nam đâu nha các bạn. Nhà bên này mà xây mà không có hệ thống mà thông hơi, rút hơi độc trong nhà ra đó, là cũng nó cũng không có cho vô ở, và nó cũng không cho cái nhà đó hoàn thành nữa. Các bạn thấy đó. Cái dàn máy điều hòa của nó nằm ở trên trần nhà, cái trên trần nhà thì gắn ở trên trần nhà đó. Cái thằng chủ, cái thằng mà thầu khoán đó, nó lời nhiều hơn gắn ở dưới đất. Tại gắn ở dưới đất đó, nó đòi hỏi cái hệ thống máy và cái đường đi, hệ thống máy lạnh đó, máy điều hòa đó rất là tốn kém. Nó đi những cái hệ thống ống cứng rồi mé đồ. Các bạn thấy không? Những cái cấu trúc của nó đấy, thì khi nó xây lên được như vậy, ông chính phủ cũng lụm, ông chính phủ cũng ngồi đó, ông chỉ thâu thế các bạn cứ nghĩ đi, làm chủ được một cái nhà như vậy, thành ra nó là đâu phải là dễ đâu. Muốn đâu, có người nói muốn mua nhà là cứ mua, nhảy ra mua, nó xét lý lịch hồ sơ đủ thứ hết các bạn. Xây xong rồi đó, một nhà với 300.000 cái. Hồi cái thời của tôi, các bạn biết nhà như cỡ này hả, chừng 80.000 cái. Mà các bạn thấy khi mà đồng tiền mất giá và lạm phát á, hồi mấy chục năm trước khi tôi ở bên này á, bây giờ nó tăng 300.000 một cái. Dễ sợ cái đồng tiền nó mất giá. Hồi cái thời của tôi làm ăn ngon lắm, tôi nói chị các bạn, mua mua đó bán quay lại là lời, quay lại là lời, mua lại, mua bất động sản mà chịu khó ôm chút mà lay quay chừng tháng bán là kiếm kiếm lời. Còn bây giờ tôi nói chị các bạn, cái đồng tiền nó mất giá, đầu tư dân Việt Nam mà qua bên này bỏ ra 1 triệu không thấm gì đâu. Tôi nói chị, 1 triệu không thấm gì hết. Mà bên 1 triệu đó ở Việt Nam thì hơi bị ngon luôn. Bởi nhiều người họ bỏ tiền, họ mê hồn trận, cầm qua Mỹ mua cái nhà 300-400 ngàn, họ nghĩ là họ đầu tư, nhưng mà đâu có lời đâu chị các bạn. Đóng thế không cũng xong dịch rồi. Tại vì thị trường của Mỹ bây giờ nó bão hòa rồi. Cái chính sách toàn cầu hóa của nó, dân Trung Quốc, dân mấy nước khác nó vô nó mua, các bạn biết nó đem tiền, nó rửa tiền đó. Nó rửa tiền nó vô nó mua, mua vô tội vạ. Chàng ơi, mà nhờ vậy tôi mới khá lên chứ. Chàng ơi, mua hỏi chứ. Mạng internet của mình nó yếu, không biết mình like tới đâu. Ngay các bạn thấy nó xây xong là cái mấy cái nhà bên này nó xây xong rồi. Đó, có người ở rồi nè. Nó làm xong rồi nhìn thấy đẹp lắm. Nhưng mà nó xây các bạn thấy nó xây ở ngoài kia không? Cây nó đóng sơ sài gì đó, nó đóng sơ sài lắm đấy. Đây nhà nhà trong này là có người ở rồi nè, à 300.000 cái. Mà đất thì chật chật, đất thì nó chật lắm. Mà các bạn biết ở trong đây nhá, là còn phải đóng tiền cái khu vực đó, tiền khu vực nó gọi tiền, bên này gọi là tiền qua, tiền home home Homeowner Association. À, các bạn phải đóng cái tiền đó hàng tháng khoảng 75 đô cho đến trở lên. Có chỗ đóng vài trăm đô tùy theo khu vực. Tại vì tiền á, nó bảo trì nó khu phố, tiền bảo trì khu phố. Thì các bạn thấy đó. Đấy, mấy khu này là có người mua rồi. Có điện rồi. Khi mà làm xong rồi đó thì cái thằng quận nó ok, nó có gì là nó gọi là final inspection. Các bạn biết là thằng quận nó ok là mới được ở, chứ không phải làm xong rồi cứ như Việt Nam làm xong cái dọn vô ở, không có đâu. Đây là bên này cái khu nhà mẫu của nó nè, đây cái này là nhà mẫu. Này tôi nói là giá 300.000 trở lên đó nha, chứ không phải là 300.000 không đâu. Bây giờ bất động sản bên này nó bão hòa mà nó hết hấp dẫn. Có tiền ở Việt Nam làm ăn sống là ngon nhất, có tiền đi qua Mỹ đi chơi, đi khắp thế giới đi chơi là sướng nhất.